Lá mơ là một loại lá phổ biến ở châu Á, rất dễ trồng và dễ mọc, không chỉ được xem như loại rau quen thuộc trên bàn ăn của người Việt. Lợi ích của lá mơ trong y học cổ truyền cũng được xem như một vị thuốc quý với nhiều công dụng đã được chứng minh rất hiệu quả. Riêng đối với bà bầu ăn lá mơ, không chỉ có lợi cho sức khỏe của mẹ và bé, mà còn có tác dụng tích cực trong việc giảm một số triệu chứng khó chịu trong thai kỳ. Hãy cùng tham khảo ngay 4 tác dụng của lá mơ dành cho bà bầu nhé! 1. Lá mơ có tác dụng chữa bệnh kiết lỵ. Lá mơ có tác dụng kháng khuẩn và tiêu diệt hai loại vi khuẩn gây bệnh kiết lỵ phổ biến là Amit và Simela. Ngoài ra, lá mơ còn hỗ trợ chữa đau bụng, tiêu chảy và các bệnh liên quan đến đường ruột. Chị em có thai nếu gặp phải chứng kiết lỵ nhưng còn lo lắng liệu bà bầu có nên ăn lá mơ hay không thì đã tìm được câu trả lời rõ ràng hơn rồi đấy. Cách chữa kiết lỵ bằng lá mơ. Bạn rửa sạch lá mơ, thái nhỏ và đem trộn với lòng đỏ trứng gà. Dùng lá chuối lót dưới đáy chảo, sau đó đổ hỗn hợp lá mơ trộn trứng gà vào đun trên lửa nhỏ. Khi một mặt chín, lật mặt còn lại cho chín đều. Ăn món này liên tục 2 đến 3 ngày sẽ đỡ bệnh. Lưu ý không nên dùng lòng đỏ trứng gà sẽ gây khó tiêu. Lá chuối sử dụng phải là lá tươi để hỗn hợp chín chậm, không làm mất thêm tinh dầu trong lá mơ. 2. Lá mơ có tác dụng tẩy giun an toàn. Bà bầu muốn tẩy giun an toàn và hiệu quả thì đừng nên bỏ qua lá mơ. Cách dùng lá mơ lông tẩy giun trong thời kỳ mang thai chính là dùng 30g đến 50g lá mơ đem rửa sạch rồi giã nát cùng với chút muối. Sau đó bạn ăn sống hoặc ép lấy nước, dùng 3 buổi sáng trước bữa điểm tâm. Ngoài ra, bạn có thể lấy 30g lá mơ giã nát cho vào 50ml nước đun sôi để nguội, lấy nước bôi vào hậu môn và để khoảng 20 phút trước khi đi ngủ là sẽ trị được giun kim giun đũa. 3. Lá mơ có tác dụng làm giảm đau nhức xương khớp. Thai phụ thường hay gặp tình trạng đau nhức xương khớp thì có thể áp dụng lá mơ để giảm triệu chứng này. Hai cách giảm đau nhức xương khớp từ lá mơ đó là: cách 1, sắp lá mơ lấy nước uống có thể dùng thân và lá. Cách 2, cắt nhỏ thân và lá mơ đem phơi khô, lấy 1 cân lá mơ phơi khô đem ngâm với 2 lít rượu trong 10 ngày rồi dùng xoa bóp giúp giảm đau xương khớp. 4. Lá mơ chữa bệnh viêm đại tràng. Y học hiện đại cũng đã chứng minh lá mơ có chứa các thành phần như protein, caroten, vitamin C và tinh dầu, có tác dụng rất tốt trong việc ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn. Vậy nên, lá mơ được sử dụng rộng rãi phổ biến trong điều trị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích. Trong quá trình mang thai, mẹ bầu sẽ gặp phải tình trạng đầy hơi khó tiêu do sự thay đổi hormone trong cơ thể, cộng thêm việc mẹ bầu ít vận động. Để cải thiện các triệu chứng khó tiêu, mẹ bầu có thể áp dụng các loại thuốc từ lá mơ như sau. Lá mơ rửa sạch, thái nhỏ, gừng tươi xay nhuyễn, lọc lấy nước, trộn đều hỗn hợp lá mơ gừng và trứng gà với nhau, đun cách thủy cho đến khi chín và dùng nóng, ăn ngay một lần, ăn liên tục trong 15 ngày để có kết quả tốt nhất. Như vậy, với những công dụng tuyệt vời của lá mơ, chắc hẳn chị em đã có thêm cho mình một lựa chọn trong thực đơn dinh dưỡng. Tuy nhiên, mặc dù lá mơ lành tính, nhưng mẹ bầu tuyệt đối không nên lạm dụng, chỉ nên ăn với số lượng vừa phải. Cách ăn lá mơ tốt nhất là chỉ nên dùng từ 1 đến 2 lần một tuần thôi nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.